Bạn muốn mua robot giá rẻ và uy tín thì có thể đến với shop robotviet.com. Ở đây có những trải nghiệm tuyệt vời mà các bạn cần phải thử, cũng như là cày thuê. Và các bạn hãy click vào robotviet.com nhé. Hello mọi người, mình là Mai Phương đây và chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình làm cái sự kiện này nha. Và các bạn có thể nhìn thấy ở góc phía trên á là nó có đang có nhiệm vụ thứ hai, tại vì trước đó là các bạn sẽ làm cái nhiệm vụ lấy 20 ngôi sao mà có được cái điện thoại đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhiệm vụ như thế này. Đó chính là các bạn vào trong đây và bắt đầu nhảy cho mình một điệu nhảy thôi là sẽ được, và sau đó thì nhấn vào đây để mà nhận đồ xong mà lên level 3 đi làm tiếp. Để nhận được cái áo và cái váy thì các bạn sẽ phải đạt tới 8 cấp độ nha. Thì bây giờ mình đang tới cái cấp độ thứ 3 rồi. Thứ 3 thì nó sẽ bảo là các bạn sẽ thử ở cái phần mà lava obby á. Nó sẽ có hướng dẫn nha, mấy cái level đầu thì nó có mũi tên chỉ cho mọi người cách để đến chỗ đó. Sẵn tiện thì cái khu này nó khá là nhiều sao nên là mình ăn sao luôn. Nè, các bạn sẽ nhìn thấy ở góc phải cái điện thoại lắc lắc á, các bạn click vô. Click vô thì nó sẽ hiện một cái bảng như thế này. Đây. Cái bài này bà sẽ hướng dẫn cho mọi người cái mũi tên là cái chỗ ở Pilava ở đâu. Nè, mũi tên xanh xanh nè. Mấy bạn nào mà mới chơi game này á, không có biết đường, không biết vị trí á, thì có thể là đọc hướng dẫn cái này nó sẽ chỉ mấy đoạn đầu nha. Rồi, level 3 thì cũng dễ dàng thôi, các bạn chỉ cần khám phá cái obby này thôi. Bằng cách là nhảy lên cái điện thoại này xong thì cái điện thoại nó sẽ cho các bạn bay lên, bay qua bên cái hành tinh bên kia. Vừa đặt chân tới là sẽ thấy cái nhiệm vụ hoàn thành, các bạn nhấn vô. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái nhiệm vụ, không phải nhiệm vụ nữa mà là cái cấp độ 4, là các bạn sẽ kiếm đủ 100 ngôi sao. Và cách mà để có nhiều ngôi sao kiếm nhanh nhất thì các bạn vào trong cái khu này cho mình nè. Đây, rất là nhiều luôn. Việc mà kiếm 100 ngôi sao nó cực kỳ dễ. Các bạn cứ đi vô đây nè, tại vì nó có hai hàng ngôi sao, nó dễ lắm. Nhưng mà cái đoạn này á là mình đang bị lỗi hiển thị hay sao ấy, khó chịu cực kỳ. Xong kiếm đủ 100 ngôi sao, bây giờ nó kêu là các bạn sẽ sử dụng 3 điệu nhảy khác nhau, thì các bạn click vào đây nha. Đó, cấp độ 5 này cực kỳ dễ nha. Xong rồi thì đến với cái cấp độ 6 là sẽ kiếm đủ 20 ngôi sao ở trong cái obby kia. Thì bây giờ để mình ao ra, mình vào lại. Thiệt sự là cái tựa game này là mình ao cả chục lần luôn á. Các bạn đi dọc theo con đường này cho mình nè, rồi bắt đầu nhìn mấy cái bảng này nè, nó đúng hiển thị đúng cái tên mà trong cái obby yêu cầu á thì chính là nó đó. Rồi các bạn đi vào thực hiện thử thách thôi. Thì cái này nó cũng dễ, bởi vì nó có nhân lên á, nên là các bạn chỉ mất khoảng mấy chục giây, mười mấy giây là xong rồi. Có cái nhiệm vụ level 7 á, nó khó lắm. Ok, cấp độ 6 khá là dễ dàng, nhưng mà đến với cấp độ 7 thì mất khá là nhiều thời gian. Mà mình đang bị một cái lỗi là nó cứ xoay vòng vòng, quay cuồng gì nè mọi người. Trời ơi, rất là khó chịu luôn. Mình đang chơi điện thoại nên là sẽ gặp tình trạng này, còn mấy bạn mà chơi máy tính chắc không có đâu. Cái obby ở cấp độ 7 thì nó kế bên cái obby cấp độ 6. Đây, Rippy nè. Rồi, ở đây thì nó có khá là nhiều mấy cái dòng đỏ đỏ mà các bạn, nếu mà các bạn chạm vào á thì sẽ ngủm ngay lập tức. Nó có sắp mắt có trứng, mình bay qua cho mọi người xem nè. Vừa mới đặt chân được có vài giây là bắt đầu hai cái luồng, mấy cái luồng này nè, trời ơi, nó gồn cái chết ngắt luôn. Mình mất cũng lâu á, cũng vài phút á, xong rồi biết được cái chiến thuật là đứng ở đây để mà chờ mấy cái dòng này nó đi qua. Đó, rồi bắt đầu mới chạy đi ăn ngôi sao. Trời ơi, khổ nhắm. Và đến với cái cấp độ thứ 8 thì các bạn sẽ vào trong Cyber City và đứng chờ chắc cũng mất hết gần nửa thanh xuân á, nó rất là mất thời gian luôn. Mình trở về với con đường ăn ngôi sao nhân 2 rồi nè, các bạn cứ đi thẳng vào nha. Và cái lỗi xem vòng vẫn còn bị nha. Đây, vào chỗ Enter Arena nè, vào đây. Xong sau đó thì các bạn quẹo trái rồi bắt đầu đặt slot ở đây nha. Các bạn hãy cầu mong là mình sẽ gặp một cái server vắng người, rồi sau đó thì ở hàng đầu để đứng chờ nó lâu ít hơn. Còn mình, các bạn nhìn thấy là mình đang đứng chờ ở vị trí thứ tư, nó rất là lâu luôn. Tới mà lúc mình trình diễn á, chắc cũng phải chờ thêm 3-4 phút nữa rồi mới lên trình diễn. Nè, khi mà lên trình diễn các bạn sẽ hoàn thành cái cấp độ thứ 8 và nhấn vào đây để mình hoàn thành nha. Trời ơi, mất hết thời gian. Tại vào đúng server đông người á, ngồi chờ rất là lâu. Và bây giờ thì mình sẽ vào review cho mọi người xem.
Mà khi các bạn có quy hiệu rồi á, cứ thoát đi, không cần phải ở lại làm gì mất thời gian. Đây, và đoạn sau mình sẽ review cho mọi người xem, mà mình không biết phải bình luận như thế nào nữa, tại vì cái áo và cái váy này nó chỉ phù hợp với body rồi thôi, mà nhìn nó hơi thô. Mình cảm thấy là cái thời gian mà mình bỏ ra để lấy hai cái món này nó rất là phí, không có đẹp. Mà thôi, bạn nào mà có hứng thú thì có thể là xem cái video hướng dẫn này rồi lấy nha. Nói chung là mình chê cái này.